Xin chào các bác nha. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người về một loại cây. Đó là cây sen đá đô la ngọc bích. Đó, đó cây đô la ngọc bích này mọi người. Mọi người thấy nó khác lạ không? Tại vì là cái phần rễ của nó ấy, nó sẽ bị nó sẽ nhô lên như thế này chứ không phải là mình sẽ lấp hết cả rễ như này đó. Thì cái phần đất ấy mình sẽ không lấp hết cả rễ này đâu. Mình sẽ để phần ra như này để tạo cái điểm nhấn đấy mọi người. Rất là đẹp đúng không ạ? Thì cây đây là sen đô la ngọc bích này ấy, là một loại cây mà nó có nhiều màu sắc đó mọi người, rất là độc đáo và đẹp mắt. Và nó tượng trưng cho sự may mắn đó mọi người ạ. Và lá cây của nó tròn đầy giống như là những cái đồng xu may mắn nên là nó có tên là đô la ngọc bích đó. Và cái sen đô la ngọc bích hồng này á, thì thường dùng để làm bàn trang trí này, để bàn trang trí và là chậu cây được rất là nhiều người yêu thích và trưng bày trên bàn làm việc của mình đó. Sen đá này á, thì người ta thường người có tên gọi khác ấy là cây ngọc bích hoặc là cây thạch bích này, cây phỉ thúy, cây tình bạn và cây may mắn, bởi vì là ngọc bích là một loại cây mà thuộc cái tính là thân cây thảo nhỏ và có nhiều nhánh và chiều cao của nó khoảng 40 đến 50 cm và phân ra nhiều nhánh như thế này ở phần lá, và lá của này nó non, thường là màu xanh bóng và hơi trơn đó mọi người thấy không? Ở cho mọi người xem rõ này, rất là bóng và trơn đúng không? Khi lá mà bắt đầu già đi thì nó sẽ chuyển sang màu xanh nhạt và bắt đầu rụng thì nó sẽ chuyển sang màu vàng đó. Và nếu như là cây ngọc bích này mà được chăm sóc tốt và tắm nắng đều đặn mỗi ngày thì nó sẽ chuyển sang màu đỏ và nhìn rất là đẹp, nhìn cái hoa của nó đúng không mọi người, đẹp không? Và rất là thu hút luôn đấy, bởi vì cây ngọc bích này này nó sẽ bắt đầu nở hoa vào mùa đông thành chùm đó màu trắng hoặc là màu hồng có mùi thơm nhẹ này, thoang thoảng và thư giãn vào những cái buổi mà mình làm việc căng thẳng mệt mỏi ấy, mọi người đó, mọi người thấy không? Và đây này nó đã nở hoa rồi, màu hồng trắng và lá của nó sẽ là màu xanh. Về cây đô la ngọc bích này là một loài cây mà ưa bóng, chính vì vậy ấy, mà chúng được lựa chọn để phù hợp trồng ở trong môi trường văn phòng. Các bạn dân phòng văn văn phòng ấy thì các bạn hay chọn những cái cây như thế này để bạn làm việc này, vừa tăng thêm cái độ mà đẹp này, vừa có tính thẩm mỹ đó, vừa có thể làm cho cái không gian của mình nó xanh mát hơn đấy mọi người. Hoặc là mình sẽ để ở trong những nơi mà không có quá nhiều ánh sáng và nhiệt độ thấp ấy, hoặc là một số quán cà phê mà theo phong cách của quán cà phê sân vườn nè. Điều này thì sẽ giúp tạo cái cảm giác là xanh mát này, giúp thanh lọc không khí cho văn phòng làm việc và bớt sự ngột ngạt và bí bách hơn nha mọi người. Hoặc là cây ngọc bích này thì cũng có thể dùng để bàn phòng khách nè, bàn ăn, và sẽ giúp cho mình sẽ tăng những cái thẩm mỹ, tăng thẩm mỹ và có cảm giác ấm áp và thoải mái hơn. Mình để bàn làm việc thì quá là hợp lý luôn, tại vì nó rất là đẹp mọi người ơi, nó tôn lên cái bàn làm việc của mình nó một cách thật là sáng sủa đó. Ngoài ra thì cây đô la ngọc bích này chỉ cần đặt ở nơi có nhiều ánh đèn là cây có thể phát triển được rất là tốt đó. Ngoài ra thì thân cây nó của nó cũng rất là mềm đó, để uốn nắng theo cái từng cái tạo hình mà mình muốn uốn nắng như thế nào đó và mong muốn đó, và nó có thể làm quà tặng để cho người thân, bạn bè, người yêu, gia đình đó, và những cái người xung quanh mình sẽ không những là vừa đẹp mà nó còn vừa làm mình cảm thấy vui vẻ và rất là thích thú đúng không ạ? Đó. Về cách chăm sóc cây đô la này thì là một loài cây mà thường thì lấy lá từ cái thân cây cây mẹ để làm cây trồng cây. Khi mà hái lá cây ngọc bích về thì để vài ngày ở ngoài trong môi trường mà có nhiệt độ ẩm như vậy thì làm cho đất ẩm này trong nước hoặc vài ngày thì sau đó sẽ mọc rễ và có thể bắt đầu trồng rồi. Đó, về đất trồng thì cây đô la ngọc bích này cần một cái đất mà nó tơi xốp này và có thể thoát nước tốt, tránh cái môi trường mà đất pha sẵn rồi, đất mặn ấy sẽ làm cho cây héo và mòn.
Và chết cây nha mọi người. Cây đô la ngọc bích này ấy, thì là một loài cây mà nó phù hợp với cả đất thịt này, đất cát này, và có thể bổ sung thêm trấu mù và xơ dừa để cây có thể phát triển tốt hơn. Đó, về ánh sáng thì cây đô la ngọc bích này là một loài cây mà có thể phát triển tốt nhất ở nơi mà có điều kiện ánh sáng để cho cây có thể hấp thụ ánh sáng và trao đổi chất diệp lục, và ở nhiệt độ ban đêm thấp. Nếu mà cây được trồng ở trong văn phòng nơi mà có ánh sáng, không có ánh sáng chiếu vào, thì sẽ đặt cây ở những nơi mà có ánh đèn chiếu vào cây thì có thể cây sẽ hấp thụ tốt và nó sẽ phát triển bình thường nha mọi người. Đó, mọi người quan sát cái rễ của nó rất là độc đáo. Đó, phần chậu nó sẽ không bao trùm luôn cả cái rễ mà nó sẽ để lộ cái phần rễ ở ngoài như thế này. Đó, đó là sự khác biệt của cây này. Và nó có nhiều kiểu dáng để tạo hình lắm mọi người. Có loại thì nó có thân 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 dài và cái rễ của nó sẽ không lộ ra như chậu này đâu mọi người ơi. Và nó có rất là nhiều tạo hình, tạo dáng khác nhau ấy. Tại vì cái thân của nó cũng khá là mềm thì mình có thể uốn nắn rất là nhiều kiểu để mà mình có nhu cầu thì mình làm như thế. Đó. Đó, còn với phần này, phần cái lá của nó này, bầu này, nó rất là đẹp xung quanh luôn. Lá của nó thì màu xanh bóng như thế này, hoa của nó sẽ là màu trắng và màu hồng pha lẫn ở viền viền hồng ở ngoài ấy, màu trắng ở trong. Đó, lá của nó là màu xanh. Đó thì vào cái mùa này là mùa của hoa đô la ngọc bích này mọi người ơi, và mùa đông này, mùa ẩm ẩm và mùa lạnh lạnh như thế này thì hoa nó sẽ nở và rất là đẹp. Đó, về phần tưới nước của cây á, thì cây đô la ngọc bích này thì mình chỉ nên tưới một tuần, nên tưới 1 đến 2 lần một tuần thôi, cây sẽ không cần quá nhiều nước. Đó, và mình tưới nước cho cây thì cũng phải tưới vừa mà không nên tưới quá nhiều nước, thì khiến cho cây nó sẽ bị úng và có thể là sẽ bị chết đó mọi người. Đó, mọi người xem là mọi người mà mình có nhu cầu ấy, mình có muốn mua cây này thì mọi người có thể liên hệ nhé mọi người. Mọi người có thể liên hệ em để mà mua cây này, tại vì á thật ra thì cũng có nhiều chỗ mua lắm, nhưng mà mình phải tìm cái nơi nào uy tín ấy. Uy tín để mà mình mua cây thì nó sẽ đảm bảo cái chất lượng của cây hơn, cây to, cây khỏe hơn đấy. Mọi người ạ, rất là nhiều cái sự lựa chọn cho mình nhá. Và cái đô la ngọc bích này mình trồng thì mình cũng phải lưu ý một số cái mà về cách chăm sóc của cây nha mọi người, thì mình chia sẻ với mọi người về một số cái chú ý mà mình cần phải chăm sóc cây như thế nào nhá. Thì không nên tưới quá nhiều nước vì sẽ khiến cho cây bị thối úng và bị thối rễ mọi người. Cần đặt cây ở những vị trí mà có đủ ánh sáng và để cho cây quang hợp tốt. Nếu mà bạn trồng ở trong nhà, trong văn phòng thì phải để ra nắng khoảng 2-3 tiếng một ngày. Đó, hãy thường xuyên cắt tỉa bớt lá đi để tạo dáng cây cho, để tạo cái tán lá cho cây, và việc này chỉ sẽ giúp cho cây có thể phát triển tốt mà giá trị thẩm mỹ của nó sẽ cao, đẹp hơn nó. Tuy nhiên thì mình cũng kiểu là mình mê tín một chút, đó là ấy, những bạn mà theo phong thủy ấy, thì cũng nên đặt ít nhất là một chậu cây phỉ thúy như thế này tại nhà. Tại vì nó có thể giúp cho kinh tế của gia đình mình nó sẽ thịnh vượng hơn. Đó mọi người ạ. Đó, cây ngọc bích này nó sẽ giúp cho kinh tế gia đình của mình nó sẽ nâng lên. Đó, rất là ý nghĩa. Thì những cái đó sẽ giúp cho mình kiểu ấm no hơn, hạnh phúc hơn, thoải mái hơn đấy mọi người. Thật ra thì mấy cái cây như thế này thì nó sẽ giúp cho mình thư giãn hơn đấy mọi người. Mọi người cứ thử mà mình trồng một cây xanh trong nhà, bất kỳ cây, bất kỳ là một cây nào chứ không hẳn là một cái cây đô la ngọc bích đâu. Mình trồng bất kỳ một cây gì mà mình đi làm về một ngày rất là vất vả đó, thì mình đi làm về
mình cảm giác như kiểu là mình rất là kiểu là mệt mỏi mà mình không có sức sống, mình không có năng lượng, thì mình vừa vào nhà thấy một cây bất kỳ nào đó mình để ở bàn mình trồng ấy, mình cảm thấy là ui trời ơi, sao hôm nay cây đẹp thế mà xanh tốt thế, thì cảm giác như kiểu là nó sẽ mang lại cái sự thoải mái cho mình, cảm giác nó rất là thoải mái này, thoáng mát này, nó cái cơ vừa 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 để cho nhà có một cái không gian xanh đẹp đó đó mọi người ơi. Thì với cái những chia sẻ đó của mình thì mong là thì sẽ giúp cho bạn không bị lúng túng khi mua cây, và có thể mình sẽ mua một cây chậu ngọc bích như thế này mà không biết chăm sóc như thế nào thì mọi người có thể xem lại video của mình đó mọi người, rồi mọi người sẽ biết cách chăm sóc của cây rất là nhanh thôi đó. Thì mọi liên hệ thì mọi người có thể liên hệ qua số hotline mà mình để ở trên tường nha mọi người, và mình có để luôn cả địa chỉ số nhà của shop showroom cây đời nha mọi người, thì mọi người có thể liên hệ với mình để mà có thể mua được cây phỉ thúy như thế này nhá mọi người. Và mong là những cái chia sẻ của mình chỉ sẽ giúp ích cho mọi người hơn đó. Thì mình xin phép là mình dừng clip tại đây. Nếu mà mọi người có thắc mắc gì, mọi người cứ liên hệ với mình sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người. Và tới đây thì có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người khi mà mọi người mua cây đó. Thì tiếp theo đây thì mình sẽ kết thúc livestream tại đây, và cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.